mạc vòng chung kết U21 quốc gia 2021. Chiều ngày 20 tháng 12, tại trung tâm bóng đá trẻ PVF Hưng Yên đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết U21 quốc gia. Tới dự buổi lễ có bà Lê Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, đồng trưởng ban tổ chức giải, ông Nguyễn Công Khế, cùng các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên phát biểu trong lễ khai mạc. Ông Lê Hoài Anh tin tưởng vòng chung kết U21 Thanh niên 2021 sẽ diễn ra với các trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, góp phần chuẩn bị cho đội tuyển U23 quốc gia sẽ có nhiều trọng trách trong năm 2022 đặc biệt là SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu tại lễ khai mạc, ảnh Merse. Năm nay vòng chung kết của giải có sự góp mặt của 8 đội bóng gồm Hương Yên, Việt Theo, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng thuộc bảng A và Hà Nội, Nam Định, Học viện Nưu Thi Phúc, Song Lam Nghệ An bảng B, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào bán kết. Một điểm đặc biệt là năm nay tại vòng chung kết là các đội sẽ thi đấu trên cả sân cỏ tự nhiên và sân cỏ nhân tạo. Việc này giúp các cầu thủ thích ứng với điều kiện thi đấu đa dạng bởi khi ra quốc tế nhiều khi các đội bóng của Việt Nam cũng phải thi đấu trên mặt sân này. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa PVF và Đương Kim vô địch Việt Theo. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa U21 PVF chủ nhà và Đương Kim vô địch U21 Việt theo. Đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh có hành trình vào vòng chung kết khá gian nan đặc biệt là trận thua trước Học viện Đô Thi Phúc. Tuy nhiên cần biết rằng U21 Việt theo vẫn là một đội bóng rất mạnh khi các ngôi sao trẻ nhâm mạnh dũng, hữu thắng, danh trung. Xuân Kiên vào đội chính sự nghiệp còn các gương mặt trẻ hơn như Nhật Nam, Hữu Nam, Văn Khang ngày càng tiến bộ. PVF có chiến thắng mạng nhãn trong ngày khai mạc giải, ảnh, mơ Xê. Trong khi đó, chủ nhà PVF Hưng Yên cũng khát khao tạo dấu ấn đặc biệt ở mùa giải năm nay bằng việc quy tụ lại những gương mặt nổi bật như Võ Nguyên Hoàng, Tẩy Văn Toàn, Lê Văn Đô, Huỳnh Văn Đến. Không có nhiều cá nhân nổi bật như việc theo nhưng PVF Hưng Yên hứa hẹn thành công nhờ lối chơi tập thể. Huấn luyện viên Mauro Geromino ngoài xây dựng lối chơi tấn công quyến rũ cho PVF Hưng Yên còn chú trọng khả năng kiểm soát bóng, phối hợp chặt chẽ và phòng ngự cũng hiệu quả và trong trận ra quân lối chơi đó đã giúp U21 PVF Hưng Yên có được chiến thắng 3-1 trước U21 Viettel